video này á thì cô sẽ dạy cho các bạn một cái đề mẫu để mà mình ôn thi học kỳ 2 sinh học 12, và đề này cô gọi là đề số 1 nha. Câu đầu tiên của mình là sử dụng thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại hay dịch bệnh thay cho việc sử dụng thuốc trừ sâu là ứng dụng của cái gì? Thì đầu tiên cô giải thích cho các bạn cái từ thiên địch. Cái từ thiên địch á là trong tự nhiên nó có một số những cái loài do nó ăn thịt cái loài khác mà nó sẽ khống chế cái số lượng của cái loài khác, không thể nào mà cao quá được. Ví dụ như là cái số lượng mèo nó sẽ khống chế số lượng chuột. Ha? Khi mà số lượng chuột ở trong tự nhiên mà tăng cao thì số lượng mèo nó cũng sẽ tăng theo, và mèo nó sẽ ăn bớt chuột làm cho số lượng chuột không thể nào mà gọi là nó tăng đột biến lên được. Cái hiện tượng như vậy người ta gọi là sử dụng thiên địch, hay còn gọi là hiện tượng khống chế sinh học. Đó. Vậy thì cái đáp án của cái câu số 1 này chính là đáp án C, là khống chế sinh học. Cái câu số 2. Ví dụ nào dưới đây minh chứng sự biến động số lượng cá thể của quần thể nhưng mà không theo chu kỳ? Thì các bạn đọc bốn đáp án và các bạn thấy cái đáp án nào mà nó không có tính chu kỳ thì nó là đáp án. Đó. Thì ví dụ như các bạn đọc B đi. Các bạn thấy muỗi thường có nhiều khi thời tiết ấm áp và độ ẩm cao. Như vậy có phải là cứ vào mùa mùa hè không thì thời tiết ấm áp và độ ẩm cao không? À, như vậy là cái câu B này nè, biến động số lượng cá thể có tính chu kỳ. Cái câu C thì nói quá rõ luôn, cứ vào mùa xuân với mùa hè thì rõ ràng là có tính chu kỳ. À. Và câu D này là vào thời gian thu hoạch lúa ngô hàng năm là cũng có tính chu kỳ. Thì chỉ có câu A là câu không có tính chu kỳ, cho nên câu A là đáp án. Và thực ra á, thì ở miền Bắc Việt Nam á, cái chuyện mà mùa đông giá rét như thế này á, thì mỗi năm cái nhiệt độ nó rét cỡ nào thì nó cũng khó nói, mà cũng không có cái chu kỳ nào để có những cái năm mà mùa đông xuống dưới 8 độ cả. Cho nên A này chính xác là biến động không theo chu kỳ. Câu 3, tập hợp nào là một quần thể? Thì cô đọc lại cái định nghĩa về quần thể nhé. Quần thể á, phải là một tập hợp các cá thể mà phải cùng loài, nhắc lại là phải cùng loài, cùng sống chung với nhau và có thể sinh sản tạo thế hệ con cháu được, thì lúc đấy chúng nó mới tạo thành là một quần thể. Vậy bây giờ trong bốn đáp án, đàn cá trong hồ thì cá lại chưa chắc là cùng một loài cá, có thể có rất nhiều loài cá. Câu B, các cây phong lan trong rừng thì có rất nhiều loài phong lan, có lan hồ điệp, có lan đất, vân vân. Rồi. Cái câu C này á, đàn bò thì may quá chỉ có một loại bò thôi à, cho nên là đàn bò của nông trường Mộc Châu chính là những cá thể thuộc cùng một loài. Và nó là đàn bò mà của nông trường thì nó phải sống cùng với nhau và nó phải có khả năng sinh sản được. Cho nên C chính là quần thể. Còn D tại sao sai? Tại vì có rất nhiều loài cỏ ở trên cánh đồng. Câu 4. Tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định thì gọi là tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài ha, thì chúng ta gọi đó là quần xã. Số 5. Người ta nói đây là quang hợp tốt nhất ở nhiệt độ, quang hợp tốt nhất thì ở đó phải là khoảng thuận lợi. Số 6. Các ví dụ về quan hệ hợp tác ha. Thì số 1 là chim sáo và trâu rừng là mối quan hệ hợp tác. Còn vi khuẩn rhizobium với cây họ đậu là mối quan hệ cộng sinh. Chim mỏ đỏ và linh dương cũng là mối quan hệ hợp tác. Cá ép với cá mập là mối quan hệ hội sinh. Cho nên ta chọn A. Câu 7. Con người nhanh chóng trở thành loài thống trị trong tự nhiên có ảnh hưởng nhiều đến sự tiến hóa của các loài khác và có khả năng điều chỉnh hướng tiến hóa của chính mình là nhờ tiến hóa văn hóa. Câu 8. Cái kết quả giai đoạn tiến hóa tiền sinh học là hình thành nên các cái tế bào sơ khai. Còn cái câu A này là kết quả của tiến hóa hóa học nhá. Cái câu C, cái câu D cũng là kết quả của tiến hóa hóa học. Câu 9. Cơ sở để chia lịch sử của quả đất thành các đại, các kỷ chính là những cái biến đổi lớn về địa chất khí hậu của trái đất và các hóa thạch. Câu 10. Dựa vào những biến đổi về địa chất khí hậu và các hóa thạch sinh vật, người ta chia lịch sử trái đất thành các đại theo thời gian từ trước đến nay.
thì cái đại cổ nhất là đại thái cổ, rồi đến nguyên sinh, rồi đến cổ sinh, đến trung sinh, rồi đến tân sinh, thì chúng ta chọn A. Câu 11, ý nghĩa của hóa thạch là, hóa thạch chính là bằng chứng trực tiếp về cái lịch sử phát triển của sinh giới. 12, cái môi trường sống của sinh vật và các nhân tố sinh thái được phân chia theo những kiểu nào? Thì môi trường sống của sinh vật á sẽ được phân chia thành là môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn và môi trường sinh vật. Còn các nhân tố sinh thái thì được phân chia thành nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh. Cho nên ta thấy khớp nhất là đáp án D đúng không nào? D. Rồi chúng ta tới 13. Các nhân tố tiến hóa nào mà vừa làm thay đổi tần số tương đối các allele của gen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể? Thì có chọn là tự nhiên à? Cái thằng gieo phối không ngẫu nhiên này á, nó chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen thôi, mà không làm thay đổi tần số tương đối các allele. Nên chúng ta không có lựa nó. Số 3 nè, số 4 nè, và số 5 nè. Vậy là chúng ta chọn 1, 3, 4, 5, đáp án C. 14. Đặc trưng quan trọng mà bảo đảm cái hiệu quả sinh sản chính là tỷ lệ giới tính, nên chọn D. 15. Nơi sinh sống của các sinh vật ký sinh và cộng sinh chính là môi trường sinh vật, nên chọn C. 16. Hai loài cùng có lợi khi sống chung nhưng mà không nhất thiết phải có nhau thì là mối quan hệ hợp tác. Còn các bạn nghe kỹ nhé, nếu mà hai loài cùng có lợi khi sống chung mà nhất thiết phải có nhau thì ta chọn là mối quan hệ cộng sinh. 17. Ý nghĩa sinh thái của phân bố đồng đều. Các bạn thấy là tại sao tụi nó phải phân bố đều ra trong môi trường? Là để giảm mức độ cạnh tranh. 18. Cái ví dụ nào không phải là mối quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể? Để ý chữ quần thể nè. Thì cái câu A là mối quan hệ hỗ trợ, nhưng mà đây là mối quan hệ hỗ trợ giữa vi khuẩn và cái con mối, mà vi khuẩn với mối thì không phải là cùng một quần thể, cho nên là đây là không phải thì chọn A. Còn các cây thông nhựa liền rễ là mối quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể rồi, tương tự như vậy cho C và cho D. Và có nhiều bạn hỏi cô cái chỗ đàn chó sói này nè, thì các bạn phải hiểu như này nhá. Bình thường á thì các cái con chó sói trong cùng một đàn tụi nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau để bắt một con trâu rừng. Nhưng mà tụi nó đôi khi tụi nó sẽ chuyển thành mối quan hệ cạnh tranh trong trường hợp thiếu thức ăn chẳng hạn. Nhưng mà bình thường thì tụi nó vẫn hỗ trợ nhá. Câu 19. Các kiểu phân bố cá thể trong quần thể là theo nhóm đồng đều phân bố ngẫu nhiên hả, cho nên chọn hết. Chọn D. 20. Tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể thì gọi là tuổi quần thể. 21. Tỷ lệ phần trăm ADN giống nhau của các loài so với ADN người là tinh tinh thì giống 97,6%, con khỉ rê rút thì giống 91,1%, rồi vân vân. Vậy các bạn nhớ một luật như này nè, cái loài nào mà có tỷ lệ phần trăm ADN giống người càng lớn thì cái loài đấy có họ hàng càng gần với người. Như vậy ta đọc các con số thì ta thấy cái con số là 97,6 là lớn nhất, cho nên con tinh tinh có họ hàng gần với người nhất. Vậy nhìn vào đáp án thì ta thấy ta vứt đáp án A đi được chưa? Cái con thứ hai gần tiếp là cái con vượn gíp bông. Vậy sao tinh tinh phải đến vượn gíp bông? Vậy vứt B luôn ha. Tiếp tục đến con số, đến khỉ rê rút nè, là số 3 nè. Vậy sao vượn gíp bông phải đến khỉ rê rút? Vậy thấy đáp án C rồi. 21, đáp án C. 22. Các nguyên tố cơ bản cấu tạo nên vật chất sống là hình thành một chữ gọi là tròn, CHON. 23. Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này không thể thụ phấn cho hoa của loài cây khác, thì đây là cách ly cơ học nhé. 24. Chuyển đời sống dưới nước lên cạn là bước ngoặt quan trọng xảy ra ở đại cổ sinh nhé. 25. Trong điều kiện môi trường tối ưu thì quần thể sẽ tăng trưởng theo đường cong hình chữ Z.
Còn nếu mà trong cái điều kiện môi trường mà không tối ưu á thì quần thể sẽ tăng trưởng theo đường cong hình chữ S đó. 26. Nhân tố chính hình thành nên các quần thể sinh vật thích nghi chính là chọn lọc tự nhiên. 27. Ở cái loài kiến lâu thì cái việc mà trứng nở ở nhiệt độ nào sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ giới tính, thì đây là một ví dụ để chứng tỏ là nhiệt độ ảnh hưởng đến tỷ lệ giới tính. 28. Các bằng chứng hóa thạch cho thấy loài xuất hiện sớm nhất trong chi Homo chính là Homo habilis. 29. Quần thể sẽ bị suy thoái khi quần thể bị suy thoái có nghĩa là bị giảm về mặt số lượng á. Vậy thì nó sẽ suy thoái khi mà cái tổng của mức sinh sản và nhập cư sẽ bé hơn là cái mức tử vong và xuất cư, nên chúng ta chọn B. 30. Quá trình tiến hóa tiến hành theo các trình tự là đầu tiên là tiến hóa hóa học, rồi đến tiến hóa tiền sinh học, rồi đến tiến hóa sinh học, nên chúng ta lựa B. 31. Cái nhóm sinh vật mà nhiệt độ cơ thể không biến đổi theo nhiệt độ môi trường, có nghĩa là động vật hằng nhiệt á, thì nó là các loài thú. 32. Trên một cây to có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, có loài sống dưới thấp. Hình thành nên cái gì? Thì hình thành nên các ổ sinh thái khác nhau. 33. Bò sát khổng lồ thì phát triển ở kỷ Jura. Anh nhớ chữ công viên kỷ Jura á, trong đấy có rất nhiều khủng long. 34. Các nhân tố sau đây, nhân tố nào là nhân tố sinh thái vô sinh? Nhân tố sinh thái vô sinh là những nhân tố không bị chi phối bởi mật độ cá thể, nên chúng ta chọn A. 35. Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể. Thứ nhất là phải cùng loài, rồi cùng sống với nhau và phải sinh sản được, cho nên chúng ta chọn B. 36. Cái nhóm nào là quần thể á, thì chúng ta phân tích tương tự giống cái câu hồi nãy, câu mấy cô quên rồi, giống câu hồi nãy. Thì cây trong vườn sẽ có nhiều loài cây, tương tự có nhiều loài cỏ, mà câu D, câu C thì là có hai loài cá nè, nên không phải, chỉ có câu D là quần thể thôi. 37. Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có thể có ở một quần thể sinh vật sinh sản hữu tính? Thì đã là một quần thể thì không thể nào mà nó có cái chuyện là khác loài được, cho nên số 1 này nó sai. Số 2 đương nhiên là đúng. Số 3. Số 3 là đúng á, tại vì đây là quần thể sinh sản hữu tính thì tụi nó phải giao phối với nhau được. Số 4 là sai. Phân bố ở các nơi xa nhau thì làm sao mà tụi nó giao phối với nhau để sinh ra đời con được. Số 5, kiểu gen hoàn toàn giống nhau cũng không thể được luôn, bỏ qua. Số 6, quần thể có thể có khu vực phân bố rộng, không giới hạn bởi các chướng ngại của thiên nhiên như sông, núi, biển. Và có thể, ví dụ như là quần thể người mình đấy em thấy quần thể người mình phân bố rộng không? Châu này qua châu kia. Và sông, núi, biển thì lẽ gì? Không xi nhê gì hết. Cho nên số 6 đúng. 2, 3, 6 đúng. Chọn A. Câu 38. Nhân tố nào là nhân tố hữu sinh? Trong số những nhân tố này thì nhân tố nào là nhân tố hữu sinh ha? Nhân tố hữu sinh là những nhân tố mà có liên quan đến cái cơ thể sống. Vậy thì câu B nè. Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong đàn là có liên quan đến mấy cơ thể sống. Câu B ha. 39. Trong hệ sinh thái thì phát biểu nào đúng? Phát biểu A. Phát biểu A là sai. Nếu mà năng lượng của sinh vật sản xuất là nhỏ hơn năng lượng của sinh vật tiêu thụ thì sinh vật tiêu thụ làm sao mà nó sống được? Nó không đủ để sống. Đấy là còn chưa tính đến cái thất thoát năng lượng nữa, cho nên A nhất định là sai. Câu B cũng sai. Sự biến đổi năng lượng không có diễn ra theo chu trình nha các bạn. Các bạn nhớ cho cô là cái năng lượng á, nó đi vào quần xã, xong rồi nó lại từ quần xã nó chảy ra môi trường, và nó đi có một chiều như vậy, nó không tuần hoàn luôn. Cho nên câu B là câu sai. Và câu C là câu đúng. Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng là rất là lớn. Còn cái câu D là câu sai. Nhớ cho cô một luật này, năng lượng là diễn ra không theo chu trình, nhưng mà chuyển hóa vật chất lại theo chu trình. Cho nên câu D cũng sai, D sai và B sai. Đổi lại cho hai cái này thì nó sẽ là cả hai cùng đúng ha. 40. Mật độ cá thể của quần thể sinh vật là ha.
số lượng cá thể của quần thể trên một đơn vị diện tích hay là thể tích. Vậy là cô đã giải cho các bạn xong đề đầu tiên. Là bạn nào mà chưa có đề này thì các bạn có thể download nó tại cái phần mô tả của video nhé.